cái resort cặp bên. Chào mừng các bạn đến với Khám Phá Tới Đây. Mời các bạn cùng trải nghiệm cung đường từ thành phố Phan Thiết. Cụ thể là chúng ta từ cái bãi Ông Địa các bạn, chúng ta đi đến Mũi Né, Hòn Rơm. Đây là cái đoạn đường ven biển từ thành phố Phan Thiết. Mình vừa qua khỏi cái chỗ là bãi Ông Địa. Đoạn đường này là chúng ta thấy khu resort khách sạn rất là nhiều. Đây, cặp bên trái bên phải này. Bên trái này là những nhà hàng này, khách sạn resort. Ở đây đón khách Nga, khách đi sau cũ rồi. Đây, cái tòa nhà đây. Si Lion, Sư Tử Biển á. Tiếng Nga đó kìa, tiếng Nga đầy trà sữa mà cũng tiếng Nga đó kìa. Đấy. Có những cái quán ăn mà để bằng tiếng Nga thu hút du khách người Nga nữa. Đây. Anantara Resort. Đấy, mình phải. Đây là vùng. Ok, shop cái gì kêu tiếng Nga đó kìa, lùm là nhà nghỉ, cấu trúc nhà nghỉ để tiếng Nga đó kìa. Đoạn đường này là thấy rất là nhiều resort. Hai cái khách sạn kìa. Vietphone. Vietphone Mũi Né. Vietphone Mũi Né. Viết toàn nửa tiếng Anh để tiếng Việt cho nên vấn đề tưởng là Vietphone Mũi Né gì các bạn, nhưng mà đó là Vietphone Mũi Né. Ai cũng đang resort với nhà hàng Hải Mã. Si Ho. Khu này ngày xưa ở bên đây bên trái đường là hoang lắm mà giờ nhà đinh kít luôn. Trước đây là rất là hoang vắng nhưng mà bây giờ nhà du lịch, thu hút du lịch cho đó là nhà lên người ta mọc lên nghỉ dưỡng đắt đỏ. Giờ nó mọc theo. À, khách sạn 1001 hotel. Bên phải là sát biển á, bên phải là sát biển, còn bên trái là ra đất liền. Nhưng mà cả hai bên chúng ta đều thấy rất là nhiều những nhà nghỉ, resort, khách sạn dành cho du khách. À, phía bên phải. Dân khách Nga đồ mấy nước Liên Xô cũ rồi nó khoái đi Phan Thiết với Nha Trang lắm. Ồ, tại sao vậy? Chả biết. Thì hệ đi nghỉ dưỡng BBQ về Armenian nè, của dành cho. Đây, tiếng Nga đó kìa, đấy. Tiếng Armenia đó kìa. Armenian này, nhà hàng Armenian. Của dành cho người Armenian. Resort Thụy Sĩ đó kìa. Sweet Village kìa, tức là làng Thụy Sĩ. Rất nhiều những nhà hàng, khách sạn, resort dành cho du khách nước ngoài, cả Việt Nam, du khách nước ngoài. Ngọc Bích, bungalow, nhà hàng biển, đường xuống biển kìa, resort đó kìa. Đây, resort đây, phải đấy. Resort chúng ta thấy Sài Gòn Mũi Né. Đi từ quá trời bên vải mình nhìn thấy biển kìa. Trên đồ cát này nó là khu khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, quán bar đây luôn trên con đường này. Du lịch. Cái đường này là đường Nguyễn Đình Chiểu á. Đường Nguyễn Chiểu là đường ven biển ở Phan Thiết. nãy mình đi cái đoạn đường này, nhưng mà nó đoạn đường ở cái bãi ông Địa thì nó càng sát biển hơn. Seafood, đồ biển, spa, stream gì đi, đủ thứ hết, đọc không kịp luôn các bạn, nhiều lắm. Đây, mùa hè đi thư giãn ở Phan Thiết cũng rất là thú vị các bạn ạ. Sunshine Resort. Cái xe khách Campuchia kìa, biển số Campuchia kìa. Kìa, bên ông bên nè. Xe Campuchia đấy. Xe biển số Campuchia kìa. Cũng giống như xe Việt Nam mình sang Campuchia, xe sang Campuchia nó cũng sang mình. Vào bên Phan Thiết nghỉ dưỡng. Resort Spa Tiến Đạt. Tiến Đạt đây đây. Tiến Đạt. Bùn khoáng Mũi Né này, bên đây là tắm bùn á. Lưu Hình Hotel. Dọc đường này rất là nhiều khu resort các bạn. Dọc luôn, họ kinh doanh chủ yếu cái này không à. Kết hợp với lại dịch vụ ăn uống, nhà hàng ăn uống. À, bên phải chúng ta là các bạn nhớ là sau những cái resort này bên phải là biển nha các bạn. Tức là những cái resort bên phải này là nó sát biển luôn á. À, đang xây dựng đó. À, sau khi dịch Covid lắng đi thì bắt đầu cái du lịch cũng trở lại. Những cái dịch vụ về du lịch ở các thành phố du lịch ở Việt Nam, như trong đó có Phan Thiết, là cũng hoạt động rất là sôi nổi trở lại, đặc biệt là vào mùa hè như thế này, nắng nóng như này. Bên trái có cái chùa gì nè, cái chùa Phước Thiền. Đây là nhà hàng Hàn Quốc này, Club 68. Dọc ở bên đường, dọc cái đoạn đường từ Phan Thiết đi qua bãi ông Địa cho đến Mũi Né rất nhiều resort với lại khách sạn. Phà xa rất là dài luôn mà. Rất là dài dọc đường, nhưng mà dịch vụ ăn uống nghỉ dưỡng